Xin chào quý vị và các bạn. Tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip ghép điện trở song song. Con điện trở R1 đến điện trở RN sẽ được ghép song song lại với nhau. Còn đây là công thức của điện trở tương đương. Việc ghép song song điện trở lại với nhau sẽ làm giảm trị số của điện trở. Ví dụ, con điện trở R1 nhỏ hơn con điện trở R2. Con điện trở R2 nhỏ hơn con điện trở RN. Việc ghép song song lại với nhau, ta sẽ được một con điện trở mới có giá trị nhỏ hơn con điện trở nhỏ nhất, tức là sẽ nhỏ hơn con điện trở R1. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip ghép điện trở song song. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.